Xin chào các bạn, sau đây là bản hướng dẫn đếm theo nhịp bài Hãy sống cho tuổi trẻ. Bài gồm có 5 tổ hợp 0, 1, 2, 3, 4. Bắt đầu, gồm có 4 câu. Câu 1, tay trái cho ra đằng sau lưng, tay phải cho vào bụng, đếm là 1, 2, 3, tay cuối, 5, 6, 7, 8, và bỏ ra, cho tay vào đây sắp. Câu 2, đứng bập bập bập, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, xong. Câu 3, là chân trái, chống lên, chân phải làm trụ, tay phải, xoay như này, 1, 2, 3, 4, chuyển hướng, 5, 6, 8, chuyển hướng, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi, như vậy là hết tổ hợp không, mình tập lại tổ hợp không, bắt đầu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tay, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi, xong. Bây giờ đến tổ hợp 1, tổ hợp 1 cũng gồm có 4 câu. Câu thứ nhất, chân trái làm chủ, chân phải đưa lên đưa xuống, tay chắp eo, chuẩn bị, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tay đấy, 2, chân phải, tay trái đưa lên, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu 3 tương tự câu 1, chân phải đưa lên, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu 4 tương tự câu 2, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi, hết tổ hợp 1, thôi. Bây giờ đến tổ hợp 2. Tổ hợp 2 là cha cha cha, gồm có 7 câu. Cha cha cha, lùi, tiến, xa ngang, bắt chéo ngang, mở ngang và vuốt tóc và câu cuối cùng là xoay. Bắt đầu nha, câu 1 của tổ hợp 2, cha 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 tiến lùi, chân phải lùi, đếm là 1, chân trái là 2, chân phải đếm là 3, 4, 5, được chưa? Làm lại câu 1, 2, 3, 1, 2, cha cha cha. Câu 2 tiến lên đồng thời tay bắt, đưa lên, chân trái trước, 2, 3, 2, 2, cha cha cha. Câu 3, chân phải bắt sang trái, tay phải đưa lên, 2, 3, 3, 2, cha cha cha, tương tự, 4, 2, cha cha cha. Đấy, bây giờ đến câu 5, 6, 7 của tổ hợp 2. Câu 5 là mở ra, tay mở ra, đầu thở chân phải đưa lên, cũng như cha cha cha. 2, 3, 1, 2, cha cha cha. Đấy, là 5, 2, cha cha cha. Câu 6 là vuốt mặt, vuốt tay, chân trái kéo xuống, 6, 2, cha cha cha. Câu 7 là chân, tay vuốt lên, chụm vào nhau, hai cái kiểu tay chụm vào nhau. Đấy, chân phải, chân trái làm trụ, chân trái chấm, không đánh tự nhiên bốn nhịp, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Em làm cái này chưa? Như vậy xong tổ hợp 2. Giờ đến tổ hợp 3. Cha 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 nha. Và chân phải đến là 1 và 2, 3, 4, 5 và 6, 7, 8. Nga nhé, 1 và 2, 3, 4, 5 và 6, 7, 8, đúng không? 2, 3, 1 và 2, 3, 4, 5 và 6, 7, 8. Rồi, bây giờ mình câu thứ 3, chân phải đưa lên, đồng thời tay phải đưa lên, đặt chân trước, 3, 2, 3, 4, xuống, 5, 6, 7, 8. Tay như thế này, 3, tay úp, 2, tay trái lên, 3, thắt trái, kéo xuống, 5, 6, 8, ghép cả 4 câu lại. Bỏ ấm 3 trên trang ngang, bắt đầu, 2, 3, 1 và 2, 3, 4, 5 và 6, 7, lên, 3, 2, 3, 4, 5, 6, và tiếp tục, 1 và 2, 3, 4, 5 và 6, 7, lên, 3, 2, 3, xuống, 5, 6, 7, thôi. Đấy. Xong.
4 đặt vào cuối cùng của bạn. Và còn 4 đếm theo nhịp 1, 2, 3. Đặt chân trước cho nhớ nhé. Đặt chân phải ra. Và đến là 1, chân trái đi lại chỗ. Dậm lên đến là 2, chân phải đi về đến là 3. Chân trái 1, 2, 3. Đấy là ngang. Bây giờ tiến chân phải tiến lên 1, 2, 3. 1, 2, 3. Đó, để em nhớ được chân hơn. Cái còn tay thì là đưa tay 1, 2, 3 sau đó là tu luyện lò tò mặt thì kiểu án thì kéo xuống nhá. 2, 3. 1, 2, 3. 2, 2, 3. Đó, 3, 3. Chân lên tay lên 3, 2, 3. 4, 2, 3. Đấy là lại 2, 3. Nửa kéo xuống. Nửa kéo xuống. Kéo vào trong. Kéo vào trong. Tròn lại nhá. Thành đếm tổ hợp 4, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 2, 3. 3, 2, 3. 4, 2, 1, 2, 3. 2, 2, 3. 3, 2, 3. 4, 2, 3. Xong chưa? Đấy. Và xong rồi 1. Và bây giờ mình sẽ tập nhanh mỗi tập lại đi nhé. Nha. Và xoay đây. Xoay này. Được rồi. Tập lửa không ở tập không có lúc nào là 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 3, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6. Thôi, đến đó 1, chân phải đưa lên 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, tay 2, 2, 3, 4 5, 6, 7, chân 3, 2, 3, 4 5, 6, 7, tay 1, 2, 3, 4 tức là tay kia 5, 6, 7. Thôi. Bây giờ đến tổ hợp 2 và 1 bằng câu. Thế sẽ sang tiến lùi chân lại trước 1, 2, cha cha tay 2, 2, cha cha ngang 3, 2, cha cha ngang 4, 2, cha cha mở ra 5, 2, cha cha bước 6, 2, cha cha xoay xoay bên này, xoay trái và xoay trái. Nó có bước xong mà xoay ba mà người quay được ba ba bốn sang mình vẫn ở đây không đấy. Và vị trí ban đầu là này các bạn, các bạn 7, 1, 7, 2, 7, 3, 7, 4, 5 và đến vòng 3 trước khi vào vòng 3 cố nhìn thấu chân phải sang phải trước thế là 1, 2, 3, 4. Bây giờ đến vòng 3 sẽ sang ngang 4, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tiếp tục 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bây giờ đến vòng 4 1, 2, 3 tiến thủ là đo đất và tôm tôm là như thế nào?